Xin chào quý vị thân mến, hiện tại thì hai anh em cũng đang có mặt tại con đường đi vào nhà em già. Hôm nay vào thì tiếp tục đi cập nhật cái nền nhà của em già. Thế hôm qua thì em già cũng có điện bảo là hôm nay đội thợ cũng chuẩn bị là sắp xong rồi. Đấy. Thì sang cái mặt bàn thì tuy nhiên là cũng chưa biết là có đã được mặt bàn cho anh như mình chưa, thì tiếp tục đi vào cập nhật thôi. Thì anh em mình vào nghiệm thu chưa? Đấy, nghiệm thu rồi. Nhưng mà chắc chắn là trong ngày hôm nay thì có thể là chắc vẫn chưa thể thanh toán tiền cho anh em với thợ được. Vì là mình vẫn phải xem là được hay chưa. Đấy, thì mình cảm thấy được thì mình mới bắt đầu trả tiền được các bác ạ. Ờ, chào em. À, gọi cũng nghe. Ôi, à ở đây. Nhìn, ui, nhìn đẹp đẽ rộng rãi nhờ. Văng phẳng luôn. Đây. Nhưng mà cái bây giờ nó vừa trước nó nhô nhô lên như này, cái này bây giờ hạ xuống. Bởi vì đây đá nhiều thì hạ xuống với lại lớp đá vào. Hả? Lớp đá vào đúng rồi. Cái này ra đều. Cái này kia ra được á. Cây này á? Chưa em bảo là nhổ đi thôi mà. Nhổ đi nhưng mà làm không kịp anh đây được. Thế bây giờ phải chặt đi. Thế nữa em phải lại vớt cái đá này đi, không là chặt cái góc đi. Dế cái này khô rồi không mọc nữa đâu. À quên. Đứng im, anh tay vào. Chào ông bà đi. Tưởng cái gì đàn hả? Vâng ạ. Chào giả... cao hơn mâm cỗ em ạ. Cháu già chào các bác. Và quên rồi. Hôm nay không dậy. Quên rồi. Giờ lại quên rồi. Xin kính chúc cho cô bác một ngày mới vui vẻ. Chào các bác. Xin quý chào các bác. Hôm nay vui vẻ. Xin kính chúc các cô bác một ngày mới vui vẻ. Xin kính chúc các bác vui vẻ. Một ngày mới vui vẻ. Một ngày mới vui vẻ. Rồi. Khó khăn quá. Nhớ nhá. Tối nay anh bảo cứ nhìn vào gương ấy. Xin kính chào các cô bác, cháu già xin kính chào các cô bác. Xin kính chúc các cô bác một ngày mới vui vẻ. Cứ nói như thế tầm khoảng 10 lần này. Cháu già xin kính chào các cô bác. Đấy, nhưng mà đứng trước gương mà nói. Phải có một cột tờ giấy ghi cơ. Hả? Được rồi. Thấy ghi cơ. Thế thì tí anh Dương sẽ ghi một tờ giấy vào cho em. Vâng, em cứ đọc từ đến đấy ngày mai là nhớ rồi. Vâng. Được rồi. Bây giờ thì anh em đây các bác, cái chỗ bên nhà của bộ quan nhân già gần xong rồi. Ở phía bên này thôi. Ở đây thì đấy. Tất cả mọi chỗ là anh em cây này. Dây kè lên. Đây. Nhưng mà cái này là bây giờ bao giờ các anh phải hoàn thiện xong thì đo đạc xong đã. Đúng rồi, đã được chưa? Nói chung là cái nền nhà này của em già cũng khá là rộng. Rộng rãi thoải mái rồi nhỉ. Cái này thì sẽ có cái vỉa hè như bảo may. Nếu mà làm trường để trường ở đây cũng được mà giá. Vâng. Cái này ấy nhỉ. Đây vẫn là đất của mẹ. Đúng rồi, mẹ cho không? Xem bảo mẹ đã. Xem bảo mẹ đã. Hay là không làm nhà tám ở trong nhà nữa mà làm thò ra ngoài được không? Hả? Thêm tiền thò ra ngoài được không? Nhà tám nhà vệ sinh ấy. Còn chị phụ. Ừ. Xong cho một cái cửa phụ ở đây này. Chuồng bò ở đây. Nhà vệ sinh làm sao luôn? Cũng được nhưng mà mất nhiều tiền quá. Mất nhiều tiền quá. Bây giờ lại bán dê để làm. Hả? Bán dê để làm. Bán dê thì các bác bảo là để nuôi cho mình. Mình nhà giàu giống như các bác ấy. À. Nuôi dê để nhà giàu như các bác à? Được. Có ý chí tiến thủ tốt đấy. Đấy bên em bây giờ là còn có mấy cái cục này nữa thôi đúng không? Mấy khoan hỏng à? Không à? Không. Xong rồi bây giờ cậy gì? Này trong ngày hôm nay là xong được không? Hôm nay xong. Chiều, chiều nay xong luôn à? À nhưng mà bọn em lại không cần tiền nó mất rồi. Thế mai lấy nhá. Ngày mai lấy nhá. Nhưng mà mình vẫn phải đo mà. Đúng rồi. Đấy xong là xem bây giờ em bảo như thế này. Các anh tí nữa sẽ các anh tự xem là chỗ nào vẫn chưa được thì các anh cải thiện để mà sửa cho hết đi, không ngày mai nếu mà em vào mà em xem nó vẫn chưa được thì lúc đấy lại bảo anh phải lại làm lại một lần nữa, lúc đấy các anh khách cũng vắt mình rồi đúng không? Sửa cho phản đấy. Đấy thì cái chỗ nào ấy nhô quá thì mình căng dây được mà.
già mai đây vẫn rất là thích cái chỗ này, view rất là đẹp. Mai làm bộ bàn uống nước ở đây, già nhỉ? Đấy, đúng không? Đúng là làm bộ bàn cái ở gốc mít chẳng hạn. Đấy. Lúc đấy phải nuôi dê được nhiều vào. Lúc đấy thì phải chục 20 con dê mới được. 20 con dê à? Bây giờ anh tính nhá, bây giờ có 2 con dê cái này thì kiểu gì nuôi là nó phải mỗi một con là một năm là bao nhiêu lứa dài nhỉ? Một năm là tùy thuộc vào dê. Nếu dê mẹ thì có thể là 3 lứa. 3 lứa. Mỗi lứa một con thôi. Thì 3 lứa thì là được 6 con rồi. 2 con cơ mà đúng không? 6 con thôi. 6 con. 6 con một năm. Đấy, thế thì em nuôi tầm khoảng không 6 con là một lứa thôi. Hả? Một lưới là được 6 con rồi. Gì đấy được 6 con? À không phải. Mà một con là một năm được 6 con. Còn 2 con là được 12 con rồi. 12 con à? Đây. Như nào nhỉ? Thì sai sai đâu ấy. Có nghĩa là ông tính nhá. Bây giờ một con dê nhá, một lứa là được một lứa là được 2 con phải không? Đấy, nhưng mà một năm nếu mà được 3 lứa được 6 con rồi. Còn là con kia nữa. Mình tính ít thôi, mỗi con một con một con thôi. Đúng không? Thì chả phải là 6 con cái gì nữa. Đúng thì em nuôi 2 năm nhá. 2 năm thì đến lúc cái con kia nó cái dê con nó cũng bắt đầu trưởng thành. Và nếu mà là con dê cái thì nó cũng biết đẻ nữa. Ui giời, lúc đấy cái bài tập kinh tế nói xong rồi nghe dễ thế nhỉ. Không, nói chung là dê chỉ này có nuôi là được. Ít đẻ một con lắm. Ừ. Thường là 2 con. Yeah. Ừ. Còn nhiều hơn nữa là 3 con. Đấy, dê giống đều có hết rồi. Đấy. Là trong vòng 5 năm mà em mua được rồi. Nhỉ? Yeah. Đúng không? Đấy là 3 năm thôi, tính tầm khoảng 3 năm thôi. 3 năm là đầy chuồn rồi. Không, nhưng mà sau khi mà hoàn thiện xong được cái gọi là gần như hoàn thiện cái ngôi nhà của cái nền nhà của hai bố con em già thì anh em thấy rất là đẹp và rộng rãi. Còn cái cục kia không bảy đi được rồi anh? Không được. Hả? To quá. To quá. Không được. Nó nếu không không bẩy đi là nó sẽ bị vướng đấy. May sẽ bị vướng đấy. Chỉ là nếu không thì căn cái chỗ này đập xuống một tí nữa được. Đây này. Không là nó bị vướng chỗ này. Thôi chỉ thứ chín chế tôi nè trò đấy. Trái cục này thế này. Nhất chỉ trò. Thứ chín nhưng mà bẩy nên gì mà. Hả? Cá thì chín rồi. Cá nữa, là mình là chín mua đâu. Có được một chỉ nhá, chó. Cậu này chỉ nên cái một chỉ. Nhưng vẫn hạ cái chỗ này mà đi một tí đi, cái chỗ này nhất là cái này này. Chỗ này à? Kho này mà anh chế đa nó hiểu. Là phải lấy đi để không. Này mà chồng. Để như thế không ổn đâu. Vì nếu mà anh không muốn làm dịch sang bên này thì nó sẽ lưng là dựa vào đá này luôn rồi. Nó cũng với cả mình đã được làm thì làm luôn trong mai cái chỗ nền ở đằng sau này mình muốn làm cái gì nó cũng khó ấy. Lúc đấy lại phải tốn công một lần nữa làm. Đấy. Nhất là máy móc thôi. Cái này hạ một tí xuống được mà. Cái cục này là từ trước là 7 rồi nhỉ? Cái này 7 rồi. Cái này 2-3 anh em không đập ở cái này. Cái này là 7 được. Bây giờ có cái hòn to này bè rồi. Còn hòn to này thì khoan cái chỗ này được nốt cái kia. Bây giờ như anh bảo này, cái chỗ nền nhà mà làm xong ấy thì nhớ là để cái chỗ dưới thế này nhá, đừng có cho con ra đây nhá. Sợ là lại rơi đấy, cái này cũng tương đối là cao đấy. Tương cao thì trẻ con. Trẻ con đấy. Giống như mình ấy, mình người lớn còn sợ nữa là nói gì. Vâng. Không cho con ra đây chơi đâu. Vâng. Để ý vào. Với cả ở chỗ bên này thì anh thấy sửa như thế cũng được rồi, nhưng mà em cố gắng lấy đất về sửa thêm một tí nữa để mình nữa mình làm ấy. Lấy đất về mình còn chở vật liệu vào trong này ấy. Đúng rồi. Nó hơi khó, hiểu không? Vâng. Đấy, cố gắng sửa thêm một tí nữa đi. Cái này xe rùa thì vào được, nhưng mà để mà xe máy mà chở vào đây thì cũng hơi khó đấy. Xe máy á? Chưa chắc chắn được. Phải lấp đất vào. Cứ lấp đất vào đi. Ở nhà không làm gì thì cứ làm đi. Ơ con em đâu rồi? Không ấy. Ừ. Thằng đứa kia nó cống đi chờ. Thằng đứa kia là đứa nào? Đứa kia không phải. À, vợ cống đi rồi à? Vâng. Ơ nhưng mà thế bây giờ anh hỏi tí cái đi em đưa vợ đi khám chưa? Biết là con của em không? Có xác định là con của mình hay không? Em đưa đi thì chắc là phải, nhưng mà em tính ra là phải, nhưng mà
tính ra là phải. Nhưng mà được có nghĩa là của em già là đang muốn nói là xác định tháng ngày là phải là con của em, nhưng mà chưa xét nghiệm máu là không biết là con của mình hay là con của ai, phải không? Là con của em. Vâng. Nhưng mà khám được bao nhiêu tháng rồi? Tháng ấy. Có giấy tờ ở đây không? Có. Đâu anh xem nào. Đây đi mà nè. Thế là em già cũng đã đưa đi khám rồi các bác. Anh em cũng đang khá là tò mò, không biết là bé là được mấy tháng. Được chưa? Đây à? Em khám ở ngoài à? Em khám ở ngoài. Cất giữ cẩn thận đấy. Vậy kết quả siêu âm thai được 22 tuần 4 ngày à? Vâng. 22 tuần 4 ngày là 22 tuần là được mấy tháng? Dạ. 22 tuần đấy. Ừ. Một tuần sao 4 tuần là 1 tháng. 7 hả? 4 tuần là 1 tháng, hơn 4 tuần tí. 22 tuần 4 ngày. Thế là hơn 5 tháng à? Đúng không? Hơn 5 tháng. Đâu cái này là 22 tuần 4 ngày. Có bảo là con trai hay con gái không em? Bảo là con gái. Con gái à? Vâng. Thế là nếu mà được 20 hơn 5 tháng thì có chắc chắn là con của em phải ở không? Cha ở kia thì nó đi được 4 tháng rồi. Nó đi được 4 tháng nhưng mà kiểu nó về nữa thì được 4 tháng. À, từ lúc mà bỏ hai bố con đi là có nghĩa là có trước đó là 1 tháng rồi. Là vợ cũ là đi được 4 tháng thì tính tổng của nhưng mà thế anh hỏi một tí, thế cái thời gian đấy ở vợ em cũng vợ em không ốm nghén gì à? Thì à, chị trai nào? Trai à, thỏ thì nhóc chị trên mây mà sau được trai này mà sau chị bao này. À, có nghĩa là trước ở cái nhà cái lán kia là cũng nghén rồi, nhưng mà kiểu nghén ít, thế là cũng không em, để ý đúng không? Không để ý, với lại gia đình cũng không có cái gì, không biết đòi ăn cái gì ấy. Bây giờ họ thấy chỉ bao tuần nhẹ thì chỉ bao nào, nhưng họ thấy chỉ bao để hé chỉ. Thế là xác định là chắc thế chắc chắn là con của em rồi nhỉ? Ô bà đang uống rượu à? Hả? Họ cho mi đây. Hả? Họ cho đây. Họ cho à? Đi họ cho đây. Ừ. Thôi cho tôi bố nha. Hả? Bố tới cho bố bố là. Ừ. Bố à, tôi nhẹ đâu. Ờ. Tôi nhẹ tới cho tôi bố bố nha. Bà đang ngồi uống rượu đây này. Bố tôi nhẹ. Họ tán luôn đi hiểu? Họ tán luôn hả? Nhưng họ ít biết gì. Hả? Họ ít biết gì. Dò lạ. Lên lên lộn ra đi. Chắc con cơm mà uống rượu thế bác ơi. Uống rượu xuông luôn. Sợ thật. Uống rượu qua rái thì uống rượu ít pít chứ nha. À. Uống rượu tôi nhẹ. Đính chính. Ông gái lúc à. Ít cho khói nhờ tôi bú cho nha. Vâng vâng. Để hôm nào đó. Ừ. Nhá. Bố tôi nhẹ. Vâng. Nhà bà ở đâu? Ở nhà từ này. Tôi hay đi. Hả? Tôi nên tiếp tục bò đi. Giờ bố à? Tôi nhá. Tôi nhẹ nhá. Ủa bò. À. Ông tôi nhảy thôi chứ. Tôi đi mà vẫy làm gì này. Tôi không hiểu lắm. Ông bảo tôi đi ốp bu nhá. Vâng vâng vâng. Bà đang à. Ô tôi nhảy nhá. Vâng vâng. Xem quay. Bà đang bảo anh Dương là hôm nào lấy về có quần áo từ viện thì lấy về cho bà một cái, bà không quá mặc ấy. Đây già xem cái số bột với lại xi này em lấy bao nhiêu bao, em có ghi vào không đấy? Bao này em tí nữa em sẽ đếm. Chả tầm mà phải để ý vào, đừng có đến bao, em phải ghi vào sổ, không thì chỉ con nhặt đi một phát rồi là mẹ lấy bao đi đun là lúc đấy lại quên. Vâng, em ghi rồi. Cái này bỏ đi, em lấy 3 xe, 30 xe ruộng. 30 xe ruộng? 30 xe ruộng rồi. Vâng. Chắc là bác của Trà cũng nhớ mà. Bác là cũng khá là kỹ tính ở cái vấn đề này mà. Thì nhớ là cái này xong bao nhiêu thì còn nhớ để còn giả cho nhà Trà. Vâng ạ. Vì là mỗi nhà mỗi có một quỹ riêng. Vâng. Mình không thể cứ dùng linh tinh được. Ví dụ là mình có thể lấy nhưng mà lấy 1-2 xe thôi thì có thể cho được, nhưng mà cái này là nó nhiều rồi. Đấy. Khoảng 30 xe rùa cơ mà. 30 xe rùa là nó rơi vào khoảng mấy khối nhỉ?
cái này chúng tôi không từng một khối là gì một khối thôi, còn hơn như thế. Nó một khối nó cũng ấy mà dễ thôi. Cái này mấy anh em thợ làm quen cái mới nhớ cơ. Xong là chưa. Cái nước hôm nay em không bơm à? Thì làm sao đợi thợ đủ làm? Cái nước cái kia đủ chả đủ rồi ngày mai mới bơm. Hôm nay là đủ hôm nay đấy thì ở đây vẫn còn gần 3 thùng. Cái này là đồ của nhà nào em lấy đâu về? Bơm của họ à? Mưa của họ nhà này, của mình. Đây là của bác kia. Bác của nhà bên kia. Thế là cái này mượn về, thế cứ dùng tạm đi, xong mai mình rửa cho họ được mà. Đúng rồi, mai rửa sạch sẽ. Mai rửa sạch sẽ cho người ta được. Cái nước này là nước bùn, cái nước thải. Bao giờ cũng phải xem là nước cũng đủ để cho anh em làm, đỡ phải mất công chờ. Được chưa? Nước uống đi chờ nhá, đừng dùng cái nước sinh hoạt đó. Vâng. Ui, xin nước này làm sao mà dùng được, ông linh tinh. Chào mai đó thì em già chắc là không dùng đến nước này đâu nha. Nhưng mà anh bảo Không có nước rửa chân thì lấy nước này rửa chân. Nước này rửa chân thì cũng được, nhưng mà trước khi đi ngủ mà... Rửa thì cũng được đấy mà. Hả? Ôi! Cũng được. Anh bảo cái ao kia cả nước chuồng bò nó còn chảy vào đấy, thì còn rửa mặt thì... Buổi tối ngủ mà rửa chân bằng nước này là không được. Không được không? Đấy quên. Cái tờ giấy siêu âm của già đây này. Nhưng mà cái này nếu mà như thế thì là được hơn 5 tháng thì là chắc chắn là con của em ạ. À? Hả? Chắc là hả? Phải không phải thì... Chắc là em bảo là phải thôi. Em bảo là phải à? Vâng. Ý là phải đúng không? Chắc chắn là phải đúng không? Vâng. Tại vì em già cũng bảo là ngày trước là lúc vẫn còn ở chỗ nhà bé dưới kia là... Cái gì nhỉ? Bảo là cũng khó thấy ốm nghén ấy. Vâng. Mà cũng khổ nhờ, bởi thời gian nghèo khó như thế này mà mang bầu nữa thì không có cái gì ăn cơ, tội cho bé, đứa bé trong bụng quá. Thế bây giờ đấy xác định được là con của mình rồi, bây giờ em giải quyết như nào? Chỉ bác giải quyết đó, nhà này trẻ này lo nên trẻ tới chỉ bác xài trẻ này. Vâng. Em già bảo là bây giờ đuổi không đi, mà không đuổi thì nó vẫn không đi. Nhưng mà đấy. Có cái thì dễ hơn rồi, con trai dễ hơn, anh nghĩ thế nào? Anh không hiểu ý của già hỏi. Có nghĩa là bây giờ nếu mà mình muốn em già muốn làm phá thai. Hả? Thì phá con trai dễ hơn là con gái phá dễ hơn, nhưng mà tầm giờ này phá được nữa không? Em bị phá thai á? Hả? Bởi không muốn con này muốn đuổi vợ đi luôn ấy. Anh bảo này, thứ nhất bây giờ thai nó được hơn 5 tháng là chắc chắn là không bỏ được. Đấy. Thứ hai, đứa bé trong bụng vô tội này tự dưng bây giờ chưa cho con chưa được chào đời, mình lại cái bỏ đi cái mạng sống của con thì sao mà được, tội ác lắm em ạ. Mày nói đi, con đi thôi đi. Quá chết quá. Quá chết quá. Con tao là cháu để pha tẩu là tao sẽ. Chết quá. Em nhau. Bà làm sao khóc ấy? Bà nó mất xi hai cái quần áo cho nó mặc. Bây giờ thì lại quần áo của bác lại gửi về lại không còn rồi. Đúng rồi. Ừ, bà như thế để hôm nào bà làm hôm nào có thì anh sẽ lấy vào cho. Con nghe à, chị bị khó nhỉ, nào thì mà. Nhà ta bà ba đi, bà hôm nào có thì mình. Nè nó, con này bảo sao tụi xíu, thông này bé tu mà họ chỉ tắm hơi cho phao này gửi khăn giả quần áo tu à. Chị à, sẽ dọn tiền mua cho phao gửi khăn nhà nấu tu này mà bé mà trẻ dìa chị à mua mình lúc đó lòng mình tha họ. Đấy anh bảo rồi, cái vấn đề con cái thì gọi là con cái lực của trời cho. Mình phải gọi là may mắn lắm thì mình mới có đấy. Thì biết là người ta cũng từng có sai lầm như thế. Nhưng mà con người thì có phải là, sẽ có những lúc người ta cũng sai lầm. Thì tốt nhất là thôi, bây giờ ít nhất là để cho con chào đời, cũng có nghĩ đến chuyện là bỏ con đi. Nha. Không được bỏ nha. Bởi vì sáng nay vừa về. Đi đâu về đi em? Hả? Đi chăn dê về à? Đi chăn dê về. Làm sao khóc đây? Đấy nhá, nhất quyết là không được bỏ đi chứ. Vâng. Với cả bây giờ em bỏ đi, bên bác sĩ người ta cũng không cho bỏ đâu, cũng không bỏ cho đâu, bởi vì
bây giờ bụng to quá rồi, được là hơn 5 tháng người ta không bỏ được đâu. Đấy. Nếu mà bỏ là nhiều tiền lắm, làm sao mà bỏ được. Bây giờ là nhìn giờ được 5 tháng là nhìn cũng đã thành người như sao ấy. Vâng. Đấy nhá, không được bỏ nhá, được chưa? Còn bây giờ nếu mà cái cách giải quyết duy nhất đấy thì tạm thời cứ như thế, xong là gọi cả bố mẹ vợ về để nói chuyện một lần cho những người lớn ấy, người ta ấy, về giải quyết một lần cho xong, và phải đảm bảo là từ nay về sau không như thế nữa, hoặc là ít nhất là con phải để cho vợ đẻ con xong lúc đấy mình giải quyết sau cũng được, mình phải lấy đứa con đã. Đúng rồi. Đấy nhá. Vâng. Được chưa? Không được bỏ nhá. Vâng. Được chưa? Vâng, đây có bác. Ngày hôm nay thì em Dương cùng với lại bí thư già cũng đi vào trong này để cập hợp sinh nhật với tiến độ san nền nhà của nhà hai bố con em già là như vậy. Còn anh em cũng đã làm gần xong rồi, nhưng mà còn một số cái cũng chưa hoàn thiện nữa. Chắc để anh em làm xong thì ngày mai anh em Dương sẽ lấy tiền vào để mà thanh toán. Còn bây giờ thì cũng khá muộn rồi, chắc anh em chúng cháu cũng xin phép được dừng video này tại đây ạ. Xin hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo ạ.